Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, trưa thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2024, từ căn nhà của chú Tùng và cô Thơ, tức là con trai và con dâu của ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí ở núi rừng Đắk Nông. Đây là núi rừng Đắk Nông, tôi chả biết tên là gì nhưng tôi gọi là núi rừng Đắk Nông, phải không? Đằng sau tôi là núi rừng Đắk Nông đó, tuyệt vời, rất là thơ mộng và đẹp đẽ. Ở đây khí hậu mát dễ sợ luôn đó, núi rừng Đắk Nông. Quý khán giả biết ở bên bên nước Anh á, thì người ta đang có cái cuộc bầu cử, và cái quan điểm của những người mà bảo thủ quay trở lại, họ quay trở lại là tại vì theo các thống kê nói rằng là họ vượt qua khó khăn về vấn đề lạm phát và suy sụp kinh tế. Nhưng hôm nay thông báo mới nhất cho thấy con số đó, thất nghiệp đó, lại là trong 2 năm qua con số thất nghiệp đông đảo nhất ở bên Anh. Nên nước Anh đó, lại bắt đầu có một cơn xáo trộn. Có những người như ông Farage đó, thì ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump về các quan điểm di dân cũng như là vấn đề kinh tế. Thì người ta cho rằng trong tương lai có thể có sự liên minh giữa cựu Tổng thống Trump và ông Farage. Đây là một sự xoay chuyển của châu Âu. Lý do xoay chuyển này là tất cả là tại vì chiến sự ở tại Ukraine. Những lãnh đạo mà ủng hộ cho Ukraine về vấn đề vũ khí cũng như là tài chính á, thì người dân họ không có hài lòng. Như ở bên Pháp á, thì Tổng thống Emmanuel Macron á, không những nói rằng là yểm trợ về vấn đề tài chính và vũ khí mà còn yểm trợ về vấn đề huấn luyện quân đội. Thì điều này chúng ta thấy vào ngày 9 tháng 6, tức là cách đây 3 hôm, con số mà người ta thăm dò dư luận cho thấy là Tổng thống Emmanuel Macron và đảng phục hưng của ông là mất lòng dân. Nên họ xoay quan, họ muốn bỏ phiếu cho đảng RN, tức là mặt trận thống nhất dân tộc theo phía cực hữu của bà Marine Le Pen. Và chủ tịch đảng là một người trẻ, là ông Jordan Bayard, thì cho thấy là khuynh hướng của châu Âu họ quay ngược lại. Nếu mà ủng hộ cho Ukraine thì họ không có hài lòng. Họ nghĩ rằng là tại sao không để cho sự hòa bình yên ổn mà cứ lấn sân theo ý Mỹ, làm theo những cái chuyện đó. Chúng ta biết cựu Tổng thống Donald Trump nói rồi, nếu ông đắc cử làm Tổng thống thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ ông giải quyết xong vụ chiến tranh ở Ukraine. Cựu Tổng thống Donald Trump nói như vậy thì những người mà theo cái khuynh hướng không ủng hộ cho Ukraine, họ lại quay trở lại cái vấn đề mà cực hữu đó. Nên ở tại Anh, thất nghiệp ngày hôm qua cho thấy rằng là cao nhất sau 2 năm của Thủ tướng Rishi Sunak á, thì người ta cho rằng cuộc bầu cử tới sắp sửa rồi. Đảng của ông, đảng mà đang gọi là cầm quyền, sẽ bị thất thế và đảng đối lập sẽ được nhiều ghế hơn. Như chúng ta thấy cuộc bầu cử ở London, thì thị trưởng của London là đảng đối lập, thị trưởng Khan á, đã thắng lần thứ ba, nhưng lần này cách xa đối thủ của đảng đương nhiệm là rất là xa, mấy trăm ngàn lá phiếu. Thì điều này cho thấy rằng là người dân ở bên Anh họ muốn quay trở lại cái khuynh hướng cực hữu, y như bên Pháp cũng đang quay trở lại bên phía cực hữu, và bên phía của nước Đức cũng muốn như vậy. Nước Đức thì Thủ tướng Olaf Scholz ông khôn khéo hơn. Ông không có chịu đồng ý với Pháp về vấn đề mà huấn luyện quân đội cho Ukraine. Ông cho rằng việc mà huấn luyện quân đội cho Ukraine
là một bước xa lầy ở tại Ukraine và có thể chọc giận Nga để Nga kiếm chuyện với châu Âu thì không có được. Đây là một sự khôn khéo của Thủ tướng Olaf Scholz. Nên ở bên Đức, sự quay lại với cực hữu là có. Nhưng mà người mà chịu sức ép là Thủ tướng Olaf Scholz thì không bị chịu sức ép y như là Tổng thống Emmanuel Macron ở bên Pháp, cũng như là Thủ tướng Rishi Sunak ở bên phía nước Anh. Đó là tình hình bầu cử của Pháp sắp sửa chuẩn bị trong những ngày tới, thì đã thấy rằng là dư luận là ủng hộ cho phía của bà Marine Le Pen, còn bên phía của châu Âu, bên phía của Anh thì người ta ủng hộ cho khuynh hướng đối lập. Ở bên Đức cũng vậy. Vì sao? Vì những người lãnh đạo đã nhúng vào cái việc mà ủng hộ cho Ukraine để chọc giận Nga thì dân chúng của họ, họ cũng không có hài lòng. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau. Nắng nóng, không có nóng lắm. Nắng trưa rồi nên phải lật đật chạy vào thôi, đứng dưới cây mát quý khán giả thấy mặt trời nó xoay ánh mặt trời như vậy. Hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.